xe máy quên đấy nhở. Anh quát em à, nói to thế à. Em biết ngay mà, anh chỉ ngọt ngào lúc đầu. Anh mắng em mà, bảo yêu bao thương mình, xong lại quay ra quát mình. Ôi rồi ôi. Hả? 10.000 cốc trà đá 5.000 đấy ạ? 10.000 cốc trà đá 5.000 đấy ạ? What? Thế thôi, mẹ em cho có 5.000. Sao không nhở? Bị điên. Sipa nhân hôm nay xinh hơn hôm qua. Là sao? Vậy hôm qua xấu à? Thế ông kia thì sao? Ý gì? Mày đánh tao thì tao có thể bỏ qua, nhưng một khi mày đã đánh bạn tao thì đừng đánh tao nữa. Cho những ai mà cùng ngày sinh nhật của mình, phải cùng ngày cùng tháng nhé. Những ai có cùng ngày sinh và tháng sinh với mình hãy comment ở phía dưới. 8:30 tối nay mình sẽ chốt và ngày mai mình sẽ gửi quà luôn cho các bạn nhé. Happy birthday. 2 triệu. Mình chưa nói gì nhá. Để làm gì? Đây là tôi lúc cuối tháng. Đúng là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Đây là tôi lúc đi đòi nợ. Ra ngoài thì sao mà ai lót cửa nhỉ? Bao giờ mày mới trả nợ cho tao? Không sớm thì chiều, không mai thì mốt. Cái đồ cũng có 1 tỷ. Trời ơi, bảo tóc thề. Mày nghĩ câu trả lời sẽ là được hay là không được hả nhỏ kia? Chắc không được. Chính xác, biến đi. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình quay clip này để trả lời câu hỏi của một số bạn hỏi mình là tại sao hai người lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc như thế. Thì mình xin trả lời là dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ấy, thì mình cũng không bao giờ to tiếng, không bao giờ quát tháo hay là chỉ chiết hay là trách móc gì đấy. Em phải rửa bát đi chứ. Bây giờ bát đây. Anh rửa mới hạnh phúc được. Biết là mình thích nhau, còn chuyện xa